Con hỏi Tường Vi, vừa hàng ngày vừa chồng vừa ra tán, rồi bằng lăng ghép Tường Vi đây. Bao cùng thợ thoát cũng kinh. Cũng chất cũng được. Giá rẻ chạy khỏe. Mỗi tội là cái tán đang nuôi. Kéo để ý luôn. Bằng lăng này chết mẹ nó rồi. Đó thấy mầm biết đi. Đâu à? Cây bé đây. À, tầm bé nhất đây mà đo hàng chọn cơ mà. Mô tổ. Ai đi bằng lăng. Con này có những con này là những con to. Giá ý thì 19. Thoát thân như này 1m4. Con này con to. To thì đấy là hàng chọn rồi. Con bình thường nó chỉ vanh như này thôi. Vanh gốc tầm 15. Có thoát thân. Thoát thân 1,5 m. Hơi búa xua một tí. Đây những con này thì tầm 15. Mùa bằng năng thì không hỏi. 3 mùa rồi này. Con này đẹp nhỉ. Những con này đẹp. Ê, những con này chọn về mà ấy thoát 1,5 m, 1,6 m. Nây nó sạch. Mảnh gốc 20-21. Lại giải tán lại trồng mộc. Mẫu đơn. Đây. Tán cũng to. Cao cây là 2,5 m. Mộc kia vừa mới đánh về. Vừa đánh được tầm cũng phải gần 1 năm rồi đấy. Gần 1 năm rồi đấy. Đây là hàng chọn này. Hàng chọn vanh 20, vanh gần 20, 20. Thoát thân thì kinh rồi. Thoát thân đều đều nó toàn 1,3 m. Con kia thoát toàn 1,5 m, 1,6 m. Đây như con này. Mét 3. Thoát 1,3 m. Đây. Con này thoát 1,7 m. Cao 2,7 m.